Báo cáo tự do tôn giáo của Hoa Kỳ, vài điều suy ngẫm. Ủy ban tự do tôn giáo quốc tế Mỹ USCIRF có vai trò là tổ chức theo dõi, giám sát vấn đề tự do tôn giáo quốc tế, có quyền lập danh sách các nước trong diện cần được quan tâm đặc biệt về tự do tôn giáo CPC để đề nghị Bộ Ngoại giao Mỹ quyết định. Bề ngoài, nó được xem như tổ chức hoạt động độc lập với chính phủ Mỹ, thành lập trên cơ sở Đạo luật Tự do Tín ngưỡng Quốc tế HR-2431 và do Tổng thống Mỹ ký, ban hành ngày 27 tháng 10 năm 1998. Cơ cấu tổ chức của USCIRF gồm 10 thành viên và được bổ nhiệm bởi Tổng thống Mỹ và lãnh đạo của hai đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ trong Lưỡng viện Mỹ. Đánh giá về tổ chức này, điều đầu tiên ai cũng thấy là bản chất hai mặt của USCIRF. Từ khi được thành lập đến nay, USCIRF bề ngoài vận động tiếp xúc với thành phần chống phá nhà nước. USCIRF luôn đưa ra những đề nghị thiếu thiện chí, gây căng thẳng trong đối thoại, trao đổi về tình hình tôn giáo và liên tục gây sức ép với ta, đòi thả tự do cho số đối tượng cực đoan, chống đối trong các tôn giáo có hoạt động vi phạm pháp luật đang thi hành án phạt tù mà họ cho là tù nhân lương tâm, tù nhân tôn giáo. Bản chất hai mặt của USCIRF cho thấy, rõ ràng USCIRF là công cụ để Mỹ và các thế lực thù địch tiến hành các hoạt động chống phá nhà nước ta về vấn đề dân chủ, nhân quyền, tự do tôn giáo, công khai can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam, lấy vấn đề tự do tôn giáo để gây sức ép, để mặc cả đánh đổi vấn đề chính trị với lợi ích kinh tế. USCIRF đã cố tình áp đặt những định kiến chủ quan của họ để đưa ra những nhận xét sai lệch, thiếu khách quan về tình hình tín ngưỡng tôn giáo ở Việt Nam. Xuất phát từ định kiến này, USCIRF luôn tận dụng mọi cơ hội vào Việt Nam để khai thác thông tin từ thân nhân số bị bắt giữ, cải tạo. Trong các lần gặp gỡ số chức sắc, nhà tu hành, đoàn USCIRF đã công khai bày tỏ quan điểm, sẵn sàng tài trợ bất hợp pháp cho số này, hoạt động trở thành ngọn cờ chống đối trong tôn giáo, thậm chí là khuyến khích họ hoạt động độc lập, thoát ly khỏi sự quản lý của nhà nước. Ngược lại, được sự khích lệ hứa hẹn bảo trợ sau mỗi lần tiếp xúc với đoàn USCIRF, các đối tượng chống đối tích cực cung cấp thông tin, tài liệu, vu cáo, xuyên tạc tình hình tự do tôn giáo, dân chủ, nhân quyền để chống Việt Nam. Thực tiễn cho thấy Việt Nam đã có những bước phát triển vượt bậc trong việc bảo đảm tự do tín ngưỡng tôn giáo của người dân. Chưa bao giờ các tôn giáo có điều kiện phát triển như hiện nay. Nhà nước Việt Nam tôn trọng và bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo theo pháp luật, đồng thời nghiêm cấm mọi hoạt động lợi dụng tôn giáo để vi phạm pháp luật, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của nhà nước cũng như của công dân. Thời gian qua, các cơ quan chức năng ở một số địa phương như Nghệ An, Hà Tĩnh, Đồng Nai, Long An đã bắt giữ, xử lý một số trường hợp là chức sắc, tín đồ tôn giáo và cá nhân khác vì đã có những hành vi lợi dụng tín ngưỡng tôn giáo để chống người thi hành công vụ, cản trở hoạt động của các cơ quan nhà nước, của người dân, truyền bá mê tín dị đoan, phát triển tà đạo hoặc các tôn giáo chưa được nhà nước công nhận, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự. Đó là việc bắt xử lý các đối tượng về hành vi phạm tội theo quy định của Bộ luật hình sự, chứ không hề có chuyện bắt vì hoạt động tôn giáo, không có chuyện chính quyền đàn áp bắt bớ trái pháp luật các tín đồ chức sắc tôn giáo như USCIRF đã nêu trong báo cáo. Thiết nghĩ USCIRF với cái tên mang tính nhân quyền, Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế của Hoa Kỳ, thì cần phát ngôn và hành động cho đúng với danh xưng đó, cần có sự nhìn nhận, đánh giá khách quan, đúng sự thật về tình hình tự do tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam, tránh đưa ra những đánh giá sai lệch, xuyên tạc.